Chiều nay ngày 15 tháng 8 tại Cung Tiên Sơn, Ủy ban Nhân dân thành phố và Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố tổ chức hội nghị vinh danh Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn lần thứ 2 giai đoạn 2018-2023, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi dự hội nghị. Hiện nay, mạng lưới tổ tiết kiệm và vay vốn với 1.880 tổ rải đều tất cả các thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố, quản lý hơn 83.000 khách hàng vay vốn tại 56 xã phường. Trong 5 năm qua, đội ngũ tổ tiết kiệm và vay vốn đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối, chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách đến với đúng đối tượng thụ hưởng, giúp người vay sử dụng vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả. Tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2023, tổng dư nợ cho vay thông qua các tổ này đạt gần 4.400 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 98,46% trên tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Riêng 5 năm qua, từ năm 2018 đến 2023, mạng lưới tổ đã giúp chuyển tải 6.859 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách đến tận tay hơn 140.500 người thụ hưởng, tăng 2.725 tỷ đồng so với năm 2018. Theo kết quả chấm điểm chất lượng tín dụng, hơn 97% số tổ xếp loại tốt, không có tổ xếp loại kém. Phát biểu tại lễ vinh danh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, Trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố, ghi nhận và biểu dương sự đóng góp to lớn của 1.880 tổ tiết kiệm và vay vốn trong hoạt động tín dụng chính sách của thành phố, đặc biệt là 185 tổ tiết kiệm và vay vốn tiêu biểu giai đoạn 2018-2023 được lựa chọn vinh danh dịp này. Đây là những con người thầm lặng đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội và công tác an sinh xã hội của thành phố Đà Nẵng. Phó Chủ tịch tin tưởng rằng các tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn sẽ tiếp tục duy trì và phát huy những thành tích đã đạt được, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong thời gian tới.